Thân mến, chào các em. Tuần trước chúng ta đã đề cập đến vấn đề đặc trưng số trong biến ngẫu nhiên. Thầy cũng cho một số các thí dụ để các em tìm các đặc trưng số kỳ vọng và phương xa của biến ngẫu nhiên. Và thầy cũng đã cho một thí dụ hôm trước, thầy bắt nợ các em bài toán về cách bấm máy bỏ túi như thế nào. Thì hôm nay thầy sẽ nhắc lại cái đề bài đó và chúng ta cùng giải nha các em. Mời các em nhìn lên màn hình. Hôm đó thầy đang nói đến vấn đề về bảng phân phối xác suất mà xuất hiện những dạng tần số như cái bảng xanh ở trên các em ạ. Tần số là những cái số xuất hiện của những cái biến ngẫu nhiên, như x là 2 thì xuất hiện một lần, 3 xuất hiện hai lần, vân vân, 7 xuất hiện hai lần. Và ta tổng của mấy cái này là 10. Ta lấy 1 ta chia cho 10, lấy 2 chia cho 10 thì ra được là cái xác suất tương ứng, đúng không em? Bây giờ vấn đề là tuần trước chúng ta đã biết cách tính tay thế nào là kỳ vọng. Kỳ vọng là tổng cộng tất tần tật lại, đúng không, các giá trị nhân với xác suất. Còn phương sai thì ta thường ta dùng định lý. Định lý là gì các em? Trung bình của bình phương trừ bình phương trung bình nhé. Tức là e của x2 trừ cho e x tất cả bình phương. Vâng, bây giờ chúng ta đề cập đến cách bấm máy nhé các em. Đầu tiên thầy sẽ display lên màn hình một cách rất là chậm để mấy em theo dõi mà mấy em có thể ghi chép lại nhé. Tại vì thầy đề cập đến một lần, mấy lần sau thì thầy chỉ nói là bấm máy ta có nhé. Còn bây giờ là thầy chỉ cách rất là từ từ để cho các em nắm này. Đây, như vậy ở đây là ta có 5 giá trị nhá. Bây giờ ta sẽ vào với cái model là tần tần số các em ạ. Tức là thầy bảo 1 2 3 2 2. Và với cái model là vào với cái dạng xác suất thì thầy sẽ đề cập sau nhá. Bây giờ ta vào với cái dạng tần số cho nó đơn giản nhất. Các em giở máy ra. Máy như là thầy nói, VN là 570 ms, mode thì các em bấm mode SD nhé, và vào 5 ô dữ liệu như sau. 5 ô dữ liệu như vậy: 2 chấm phẩy 1 m cộng chấm phẩy nha các em. Đây thầy bắt đầu bấm nào. Đầu tiên là dùng mode SD standard các em ạ. Cái mode SD standard là xác suất, là chuẩn đấy, chọn và nạp vào 5 ô dữ liệu nhé. Giờ thầy để cái máy tính ở bên này đi cho nó dễ nha, và cái màn hình mấy em theo dõi trên đây nha. Đi vào thầy mở máy rồi, bắt đầu chọn cái mode mode SD đây các em. Mode SD standard là số 1, thầy bấm số 1 nhé. Và bắt đầu ta vào 5 ô dữ liệu nè: 2,1 m cộng 2 thì bấm 2 chấm phẩy nhé, chấm phẩy đây, ship lên các em. Các em nhìn ở dưới này nó hơi, cái dấu chấm phẩy nó hơi nhỏ nhé. Đấy, 2 chấm phẩy 1, 1 là cái giá trị này nè các em, 1 1 đấy. M cộng đây các em ạ, thì di chuột lên đây đây nhé, các em thấy nhá. M cộng thì ta thấy n là bằng 1 các em nhé. Vào tiếp tục nào: 3 chấm phẩy 2, 3 chấm phẩy ship phẩy là chấm phẩy nhá, 2 m cộng. Đó, nó nhảy n là bằng 3 các em ạ, tức là 1 cộng 2 là 3 đấy. Bắt đầu ô thứ 3, 4 chấm phẩy 3 m cộng 4 chấm phẩy 3 m cộng là 6 đấy, nhưng mà n là bằng 6. Ô thứ 4, 6 chấm phẩy 2 m cộng
6 chấm phẩy là ship các em ạ, ship phẩy 2 n cộng 8 rồi các em, n bằng 8 rồi. Bây giờ ô cuối cùng 7 chấm phẩy 2 m cộng 7 chấm phẩy ship phẩy các em ạ, 2 m cộng đấy, thì ta được n chính là bằng 10, tức là trong 10 lần đó xuất hiện thì có một lần xuất hiện số 2, hai lần xuất hiện số 3, vân vân nhá. Bây giờ tất cả những cái số này là cái bài trước thầy đã tính rồi, tính thủ công rồi đúng không em? Các em giả lại để các em coi cái display của cái máy tính mình bấm xem nó có ra đúng với những cái kết quả mà trước đây ta đã làm bằng thủ công hay không. Bây giờ nè, bây giờ sau khi tính ra rồi nhá, thì thầy sẽ tìm ngay ra được cái giá trị trung bình bằng cách là thầy bấm shift S3 các em ạ, shift đây nè, shift S3 nhìn ở đâu các em, đây nè, đây nè, đây ngay số 2 đấy, thì nó hiện ra cái x gạch nè, giá trị trung bình các em ạ, sau đó số 1 thầy bấm số 1, thầy enter một phát nhá, thì ra 4.6 đúng không? Trước đây coi lại nha, các em dở lại cái phần mà các em tính tay, em thấy là cái kịch bằng 4.6, thấy ngay được ngay sau khi ta vào một loạt các ô dữ liệu là 5 ô trên bảng thì ta biết ngay được cái gạch bằng 4.6. còn giờ ta muốn tìm va của nó, tức là phương sai của nó các em ạ. Phương sai thì trong máy không có phương sai nhưng nó có độ lệch chuẩn đó. Đây mà có độ lệch chuẩn mà muốn tìm phương sai thì ta chỉ cần bình phương lên là xong, đồng ý không? Như vậy thầy gọi là ship cũng S3 luôn, S3 ship S3 giờ thầy ship S3 nhá, ship S3 đấy, ship S3 thì ở đây nó có hai cái số. Giờ trước mắt là quên cho thầy cái x sigma n là -1 này đi, quên cái số này đi, khi nào sang cái chương về thống kê thì ta sẽ lấy lại cái số này. Bây giờ các em chú ý cái số 2 thôi, x sigma n chính là cái sigma, chính là độ lệch chuẩn. Nhờ x sigma n là giờ mình cứ nhớ mình gọi là x sigma n chính là cái sigma độ lệch chuẩn của ta nhá. Là số 2 thì bấm số 2 bằng một phát, đúng không? À bấm số 2, giờ ta bình phương lên để ta tìm ba luôn, ta bình phương lên luôn, ta bình phương đây nè, có dấu bình phương đây, dấu bình phương đâu nào các em? Dạ đây, dấu bình phương đây, ta bình phương đúng không, và ta bằng một phát thôi, 2.84 đấy, 2.84 x sigma n ở đấy của ta là 1.685 đó, ta bình phương lên thì ta sẽ được ra của nó 2.84 nha. Bây giờ nếu mà muốn xem lại cái x sigma n, tức là độ lệch tiêu chuẩn, thì các em dùng cái phím này và các em đen cái này đi và ta bằng đây 1.68522 đây, đây x sigma n chính là độ lệch tiêu chuẩn. Còn ta có thể dùng những cái công thức đây này, đây này, công thức vàng này, tức là muốn tìm trung bình thì bằng tổng của x chia n này, n đây bằng 10. Giờ ta thử muốn tìm tổng của x thì các em bấm như vậy, shift sum các em ạ, sum đây nè, sum nhá, đây là sum nhá, đấy thì ta thấy là có sigma x đây nè các em, sigma x đây nè, sigma x đây nè là số 2 nhá, là số 2, ta bấm, thầy bấm số 2 và thầy chia cho n luôn, chia cho n thì ta có thể bấm cái số n là cũng ở trong shift sum các em ạ, sum có số n là số 3, hoặc là mình nhớ n bằng 10 thì mình gõ vào 10 luôn, nhưng mà đây thầy muốn sử dụng tất cả những cái số liệu mà trong máy nó đã lưu trữ hết rồi. Giờ ta bấm số 3, bấm số 3, số 3 đó, tức là x sigma x chia n mà thầy bấm bằng thì nó cũng ra 4.6. Đây chính là x
gạch ra các em, tức là chính là gì, kỳ vọng hoặc là giá trị trung bình. Đây thầy mới thử lại công thức này này, phải không? Đó. Bây giờ mấy em muốn thử lại cái công thức này, công thức này này, tức là trung bình của bình phương trừ bình phương trung bình. Đấy thì mấy em dùng cái sigma tổng là x bình nhá. Sigma x là 46 mà n là 10, và có quyền thử lại tiếp tục như vậy. Đấy. Nha các em nhá. Bây giờ như vậy là ta đã biết cách bấm máy nè. Bấm máy thì nhắc lại là bấm giá trị x trước tần số sau, sau đó là m cộng là lưu vào bộ nhớ đó, lưu vào các giá trị này. Bây giờ ta có quyền tắt máy này đi, tắt cái máy tính nhỏ bỏ túi này đi, và các số liệu ta vừa vào thì nó lưu cho ta, cái máy này nó lưu cho ta luôn, máy tính đời mới hiện nay nó lưu luôn cái giá trị, nó có cái cục pin nó nuôi cái CPU nhỏ xíu trong đó, và nó lưu cho ta tất cả những số liệu ta vừa bấm. Thậm chí các em có quyền bỏ máy tính này vào trong túi một tháng, mấy em không sử dụng gì cả, một tháng sau mấy em mở lên, mấy em lấy lại số liệu này, mấy em bấm thì mấy em vẫn thấy dữ liệu này nó vẫn còn ghi. Cái đặc trưng của nó là như vậy nhá. Và bây giờ ta trở về với bài học các em, trở về với bài học, bấm F zoom các em ạ, để các em tìm được những cái này, và bấm F3 để các em tìm được trung bình mà x sigma e nhá. Rồi ta bình phương lên thì ta tìm được 3. Đó. Còn a x có thể thử lại công thức này như nãy thầy là nói nhá. Giờ ta tiếp tục nào. Va của nó đấy, như nãy công thức của thầy tính ở trên nhá. Thì đây 1 chia n chính là 1 chia 10 nhá. Đây là thầy ghi là định nghĩa. Thầy ghi là định nghĩa thôi. Nhưng mà khi tính thì mình lại tính bằng lý, tính bằng định lý bằng cái này. Tức là trung bình của bình phương trừ bình phương trung bình nhá. Rồi, 1 chia n là 1/10 sigma của xi bình, thì bấm máy ta sẽ thấy là sigma của tất cả giá trị x y bình phương lên thì bằng 2.4 trừ cho n là 10. Còn x gạch chính là 4.6 bình phương nha. Tôi tính cái này ra tao thấy bằng 2.84. này tính thủ công đó, tính bằng cái công thức này nè. Mấy em sao bấm máy để mấy em thấy được cái, tao tính cái này nhá, hoàn toàn là bấm máy được, tức là ta gọi cái sigma x bình ra trừ cho n nhân với x gạch bình và chia cho 10 thì ra cái số 2.84. đấy là ta để ta thử lại, để ta biết lại những cái công thức, thí nghiệm lại những cái công thức đấy. Còn muốn tính va của nó như nãy thầy làm rất đơn giản các em, tức là ta lấy cái x sigma n ta bình phương lên một phát là ra được cái phương sai này, đúng không? Cái này là, đây là thầy muốn thử lại tất cả những cái công thức đấy. Mà học xác suất thống kê nó thú vị cái là từ những cái công thức đó, số liệu đó, ta thử lại để ra được cái công thức trong lý thuyết thì ta thấy cái thú vị của nó nhé. Ta tiếp tục nào. Và như vậy là muốn tìm cái độ lệch tiêu chuẩn, lấy căn bậc 2 của cái 2.84 lấy căn bậc 2, và trong máy nó lưu cái này luôn, ta cũng, đây là ta thử lại thôi, đúng không? Đấy. Và thầy ghi chú một điều là khi bấm máy ta có thể bấm trực tiếp bằng xác suất, không nhất thiết bấm tần số. Tức là gì các em? Hồi nãy là ta bấm theo tần số, bây giờ ta bấm theo xác suất, tức là 2, hồi nãy là mình bấm 1 m cộng, ta có thể bấm 2.0.1 các em. 0.1 là cái xác suất tương ứng đấy, đúng không? Và ta cũng vào 5 cái ô dữ liệu tương ứng như vậy. 2.0.1 m cộng, 3.0.2 m cộng. Tiếp tục như hồi nãy. Ta vào, muốn vào cái này ban đầu thì ta nhớ là ta phải chọn cái mode SD, cái mode standard. Xong đó ta mới bắt đầu vào 5 ô dữ liệu này. Thì các em thấy là khi vào 5 ô dữ liệu này
thì tất cả những cái kết quả, ví dụ như là trung bình hồi nãy là bằng trung bình, giá trị trung bình, giá trị phương sai 2.84, hồi nãy giá trị trung bình của ta là bằng 4.6 không, phương sai bằng 2.84, thì ta lặp lại tất cả những cái thao tác đó thì các kết quả vẫn không thay đổi. Đấy, nếu mà ta vào năm ô dữ liệu này, thay vì nãy ta vào đây là tần tần số, là số 1, đây số 2, đây số 3, đây số 2, đây số 2. Còn giờ ta vào đây là 0.1, 0.2, 0.3, 0.2 và 0.2. Như nhau, kết quả như nhau. Nhưng mà ở đây ta bấm phức tạp hơn, đồng ý không? Ở đây ta bấm xác suất là nó có số lẻ vô. Nó có số lẻ vào cho nên là ta bấm mà ta quên bấm chấm một, ta để số 1 vô là bắt đầu lại sai. Cho nên lập những cái bảng này, khi mà có những cái bảng này thì nếu là ta có cái bảng tần số, ta vào tần số cho nó dễ, vào tần suất cũng được, đây có thể là vào tần suất, đây là tần suất, xác suất hay còn gọi là tần suất nhé. Bây giờ ta sang thí dụ khác. Như vậy là với cái thí dụ về rời rạc thì thầy yêu cầu các em phải nắm vững các công thức tính về phương sai, về kỳ vọng, và sau đó là các thao tác, các kỹ năng bấm máy bỏ túi các em ạ. Vì hiện nay giữa cái sự bất đồng đẳng của sinh viên thì máy tính bỏ túi được phép mang vào phòng thi, còn không được phép mang laptop vào phòng thi. Đó. Thì các em thấy là cái công dụng của máy tính bỏ túi. Mà thực chất cái máy tính bỏ túi, cho dù mấy em mang vào laptop đi chăng nữa, thì laptop như hồi nãy không có cái laptop thì cũng phải mô phỏng trên cái máy tính bỏ túi thì nó rất nhanh. Còn để mà tính Excel thì tí nữa thầy sẽ có những thí dụ khác tính bằng Excel thì nó còn lâu. Excel nó chỉ thấy ta mô phỏng một cách trực quan về những cái số liệu mà ta cần thiết thôi, còn những cái công thức bấm máy ra kết quả nhanh vẫn là máy tính bỏ túi nhé. Bây giờ thầy sang đến vấn đề liên tục, hồi nãy là thí dụ rời rạc nhé, kỹ năng bấm máy rồi. Mấy em cố gắng thao tác rành về kỹ năng bấm máy. Bây giờ chúng ta sẽ qua phần liên tục. Liên tục tìm cách đặt chân số của nó phức tạp hơn rời rạc nhiều các em ạ. Rời rạc thì như thầy đã nói, bấm máy, demo bấm máy và kết quả tất cả nằm ở trong máy tính bỏ túi, ta chỉ cần gọi lên là ra được kết quả x gạch rồi và của x, có ngay kết quả liền. Nhưng với liên tục thì lại không dễ dàng như vậy. Tại vì sao? Cái kia thì ta sigma nó dễ ở từng điểm, bây giờ với liên tục thì ta lại phải lấy tích phân khổ như vậy, mà tích phân thì lại đụng đến những cái vấn đề kỹ năng lấy tích phân. Nhưng ta cũng không chú ý đến vấn đề kỹ năng lấy tích phân, những cái đơn giản thì ta làm, còn những cái phức tạp ta cũng bấm máy ra số. Tại vì hiện nay một số trường thi môn này bằng trắc nghiệm, và như vậy trắc nghiệm A B C D đó là những cái số có thể là số lẻ, có thể là phân số, thì ta bấm ra trong máy ra số lẻ và ta có quyền so sánh, ta compare cái nào đúng thì ta chọn A B C D. Đấy, nhé. Cho nên máy tính bỏ túi vẫn quan trọng ngay trong lĩnh vực là x là biến ngẫu nhiên liên tục. Bây giờ ta cho ví dụ 3 như sau đây các em. Biến ngẫu nhiên x có hàm mật độ, như vậy là người ta cho hàm mật độ các em ạ. Hàm mật độ f(x) bằng k chia x bình trong khoảng lớn hơn 1 và 3, nhỏ hơn 3.
tức là trong khoảng 1 và 3. Đơn giản nhất là trong khoảng 1 và 3 thì hàm số của nó là k chia cho x bình. Còn lại ở cái khoảng này thì là bằng 0. Bây giờ ở trên người ta nói là đây là hàm mật độ các em ạ. Hàm mật độ mà dưới này k người ta chưa cho biết, nhờ người ta bắt mình tìm cái số k này. Tìm số k này thì ta phải nhớ lại là số k muốn tìm thì ta phải dùng tính chất gì các em? Tính chất gì? Hệ đầy đủ của xác suất, đúng không? Với đề rạc là sigma các pi phải bằng 1 thì với liên tục thay cái dấu sigma bằng dấu tích phân, vét tất tần tật giá trị của hàm fx dx có thể phải bằng 1. Phải bằng 1 nhá. Như vậy vét tất cả các giá trị tích phân của cái fx phải bằng 1 nhá. Và ta dùng cái công thức đó để ta tìm. Sau đó ta tìm ax. Ax gọi là trung bình của cái này. Thì ta nhớ là công thức của nó là chính bằng, cũng là tích phân, vét tất cả x nhân với fx dx. Rồi. Và ta tìm mass của x, tức là median của x, tức là trung vị đó các em, cái số trung vị chia, lúc này là tại vì nó liên tục cho nên là nó chia chính xác luôn, chia chính xác bên trái bằng 1/2 và bên phải phải bằng 1/2. Bây giờ ta cùng giải nha các em nhá. Các em nhìn lên màn hình nè. Bây giờ tìm k, đầu tiên ta làm câu A. Câu A tìm k như thầy nói, ta sẽ dùng và cái thầy hỏi có thêm câu D, câu D tính sau nhé. Bây giờ ta giải câu A trước nè. Câu A dựa vào cái công thức này, dựa vào công thức này, vét tất tần tật của fx dx phải bằng 1. Nhưng mà ở đây mình thầy gọi là vét tất tần tật nhưng mà những mấy giá trị hai bên đó, nó đều bằng 0 rồi, vậy chỉ có trong cái khoảng từ 1 đến 3 thôi, tức là vét từ 1 đến 3 fx dx phải bằng 1. Và như vậy ta giải cái phương trình này ra rất là đơn giản các em. Fx thế vào là bằng k chia cho x bình. K chia x bình. Riêng cái này thì ta phải giải bằng tay, không bấm máy ở đây, phải không? Giải này bằng 1, suy ra được k bằng 3/2. Cái này quá đơn giản, thì nghĩ các em nào cũng làm được nhé. Rồi, như vậy câu A, ta sẽ tìm ra được k bằng 3/2. Thế vào fx bằng k chia x bình các em, đúng không? Lấy tích phân 1 chia x bình đó. Và giải phương trình này được k bằng 3/2. Đơn giản ha. Thầy không muốn nhắc lại cái vấn đề quá sơ cấp ở đây, phải không? Em phải tự biết thôi. Rồi câu B. Câu B thì ta đi tìm kỳ vọng của x. Kỳ vọng của x nhớ là bằng vét tất tần tật giá trị x, giá trị nhân với xác suất các em ạ. Nhớ xác suất ở đây là fx dx, hàm mật độ nhé. Chứ nó không có giá trị tầm một điểm, nhớ như vậy. Nó khác với rời rạc. Vậy ta sẽ tìm là ta lấy tích phân này, x từ 1 cho đến 3, x đây. Còn cái hàm của ta lúc này là 3/2 là k, nãy thầy đã tìm rồi, 3/2 đây các em, chia cho x bình. Đơn giản cho x thì ta có 3/2 x dx. Và lấy này là ra là log các em ạ, phải không? Log và ta thế cận vào thì ta được 3/2 của log 3. Như vậy là cái kỳ vọng ta tìm là 3/2 log 3 các em. Bây giờ ta tìm cái gì nữa nào? Ta tìm câu C. Câu C tìm giá trị ở điểm giữa, làm sao chia chính xác luôn nha. Với rời rạc là chia tương đối, còn đây là chia chính xác, chia tuyệt đối hai bên, mỗi bên là một nửa, mỗi bên một nửa các em. Như vậy theo định nghĩa đây, fx tức là đây chính là hàm phân phối, phải không các em? Và t sẽ đi từ 1 cho đến x của ft dt phải bằng 1/2. Bây giờ ta tìm cái x, ta tìm cái giá trị x, làm sao mà cưa đôi cái hàm mật độ, cưa đôi ra bên trái bằng 1/2, bên phải bằng 1/2, đúng không? Tại vì vét tất cả cái diện tích đó thì bằng 1 mà, thì nó mới là hàm mật độ. Bây giờ ta tìm cái vị trí x nào đó mà cưa đôi
hai bên diện tích chính xác bằng 1/2 thì ta phải giải cái phương trình này, giải phương trình này đây đúng không? Để ta thế vào thôi, ft dt là 3 chia 3/2 chia cho t bình nhá, dt cận thì ta vét từ cận từ x bằng 1 cho đến cái giá trị điểm x sao cho bằng 1/2, tức là vét từ bên trái đó các em sang đến cái đúng vị trí x phải bằng 1/2. Thì tất nhiên từ 1/2 mà cho đến 3 thì bằng bao nhiêu các em? Bằng 1/2, thì vì cái này chiếm một nửa thì bên này cũng phải chiếm một nửa, vì cả cái đó là chiếm một cơ mà, đúng không? Như vậy là ta chỉ cần giải cái khúc đầu thôi, tìm cái giá trị mà cái hàm phân phối tại cái điểm x nào mà nó bằng 1/2. Thì ta thế vào đây, lấy tích phân của 3 chia cho t bình thì nó là 3/2 x trừ 1 chia x, rất đơn giản các em ha, rất đơn giản. Thế cái cạnh 1 với x vào, ta sẽ có cái phương trình này, bên phải là 1/2, và sau khi giải ra ta được x bằng 3/2. Như vậy thì ta thấy là tại cái điểm trong cái khoảng 1 cho đến 3 x là một nửa đó, ở đây x bằng một nửa đúng không, 1, 2, 3 x bằng 3/2 là một nửa, nó chính là cái ở điểm giữa của 1 và 3 luôn các em ạ, và đó nó lại chia cái diện tích ra 1/2 đều nhau. Và bây giờ ta dùng cái công thức để ta tính cái giá trị của câu D, tức là tìm trung bình, tìm kỳ vọng của cái hàm phi x, mà hàm phi x của ta lại bằng x3 cộng 1 trên x các em ạ, nhá. Cái câu D ở trên đó, nhớ là cái phi x của ta là x3 cộng 1 trên x, thì nó cũng bằng công thức bình thường như các em, phải không? Những em biết là bằng giá trị nhân với xác suất là xong. Mà giá trị đây nhớ là giá trị hàm, hàm của x, tức là cái này đây các em, cái đóng khung này đây nè, đó là x3 nè cộng 1 trên x nhân với fx dx là bằng 3/2 chia cho x bình dx. Ta nhân vào với nhau và ta lấy cận đi từ 1 đến 2. Trong cái công thức đóng khung vàng như vậy đây, trong cái phần mà các biểu thức vàng như vậy thì ta có quyền bấm máy rồi. Đến đây mấy em đừng có ngại, đúng không? Đến đây ta bấm máy bình thường tích phân nhá. Ta bấm máy bình thường tích phân này và ta sẽ ra là giá trị là bằng 20/3. Thầy nghĩ là cái cách bấm máy tích phân thì chắc là thầy không nhắc ở đây phải không các em? Bấm máy tích phân thôi, bấm máy tích phân nhá, x cộng 1 chia x3 dx bằng 20/3. Thầy nghĩ mấy cái này có thể các em tham khảo những cái sách về máy tính, về cách bấm máy tính vào túi, tác giả là thầy, thầy cũng có ra một cái cuốn sách và một số sách khác. Vì đó là thầy nhắc lại, khi mà làm trắc nghiệm thì mấy em chỉ cần bấm máy. Cái phần này mấy em đừng có quan tâm em quên hết cách lấy tích phân ở lớp dưới. Thì thực ra trên này lấy tích phân không là vấn đề lớn, tại vì kỹ thuật lấy tích phân hiện nay không đặt ra vấn đề lớn, mà tất tần tật mọi thứ phải ra số, thì ta cứ bấm máy thì ra được số và ta chọn ABCD và ta có quyền luôn, ta có quyền bấm máy này ta ghi ra đáp số từ đây nè, từ cái biểu thức cuối cùng này nè. Em không cần nói là lấy tích phân của x thì ra là x2 chia 2 tiếp tục vân vân, không cần, ở đây ta bấm máy luôn nha. Với sinh viên đại học thì mấy cái kỹ thuật này ta chỉ cần bấm máy thôi, ta không cần nói lấy tích phân ở đâu nữa, trừ những cái công thức quá đơn giản thì mình lấy cho nó có vẻ như là lý thuyết, còn thực ra ta bấm máy là xong hết nhá. Và như vậy thì cái đáp số này là 20/3 đấy. Bây giờ sang một ví dụ tiếp tục, một cái trò chơi có vẻ hơi bài bạc một tí, nhưng trong xác suất thống kê hầu hết tất cả những cái trò chơi, ngay cả những cái vé số, sổ số kiến thiết đó các em ạ, mà nhà nước mình phát hành đó,
mỗi tỉnh có nhiều cái vé số kiến thiết cũng sử dụng những cái cách tính như vậy. Và xổ số kiến thiết là một cái trò chơi mà nhà nước tổ chức để kiến thiết, lấy cái tiền bán vé số là kiến thiết quốc gia, thì nhà nước luôn luôn thắng các em ạ. Các em cho dù các em có tài năng đến đâu thì các em chơi vé số, giả sử các em rất là giàu đi, các em là một đại gia mà rất là giàu, em luôn luôn chơi vé số thì cuối cùng các em là người thua cuộc chắc chắn, vì xác suất tính trong các trò chơi về xổ số kiến thiết là nhà nước nắm phần thắng trong tay nhá. Và đây là một trong những thí dụ về cái bài mà xổ số kiến thiết, thì có thể đây là một bài tập lớn nếu em nào mà thích nghiên cứu về tính xác suất trong cái vé số kiến thiết thì có thể gặp thầy nhé. Bây giờ ta lấy một thí dụ nhỏ thôi, là một trò chơi cũng thú vị, và người nào nắm quy luật chơi người đó luôn luôn thắng nha. Trò chơi như sau đây. Một anh A chơi trò chơi như sau: tung hai con xúc xắc lên, xúc xắc con xin ngầu đó mấy em, có x là biến ngẫu nhiên tổng hai mặt xúc xắc. Ở đây ta đã có một lần ta đề cập đến cái thí dụ này đúng không, tổng của nó là từ 2 cho đến 12 đấy phải không các em. Rồi, câu thứ nhất là lập bảng phân phối xác suất, tìm kỳ vọng và phương sai của bảng phân phối xác suất. Câu B, quy luật chơi, và có một quy luật chơi như sau: nếu tổng cái x này mà nhỏ hơn 4 thì A ở trên này này, anh A phải mất 5 đồng. Nếu x mà lớn hơn này bằng 9 thì A mất 6 đồng. Còn lại A được 8 đồng. Hỏi A có lợi trong trò chơi này không? Đó, thì các em có quyền đặt thêm những cái bài toán tương tự như vậy để các em tìm cái quy luật thắng về mình, và mấy em có thể thầy nói dụ chơi thôi nhé, dụ một số người khác chơi. Mà đây là ý của thầy không phải là bài bạc ở đây, nhưng mà đây là để thử nghiệm những cái trò chơi mà mang tính chất toán học nhé. Thì tất cả những như thầy đã nói, những trò chơi mà tất cả những cái tổ chức lập ra luôn luôn có một cố vấn về xác suất thống kê, và trò chơi luôn luôn nắm phần thắng ở trong nhà cái, tức là nhà chủ, và người chơi luôn luôn là lỗ. Nhưng mà máu cờ bạc thì không thể nào biết được, phải không nghe? Rồi, giờ ta giải cái này nhé. Ở đây là thầy đã có lần đề cập đến tung hai con xúc xắc mà tổng của nó là tổng của hai mặt của xúc xắc đó. Thì ta lập lập cái bảng phân phối xác suất, tìm kỳ vọng và phương sai của cái bảng phân phối xác suất này. Cái thí dụ trước thì nó chỉ có 5 ô thôi phải không em? Nó có 5 giá trị thôi. Còn ở đây thì nó xuất hiện cái giá trị của nó từ 2 cho đến 12, và cái xác suất của nó phức tạp hơn. Xác suất của nó là như thầy đã nói, phải không? Bây giờ ta giải nào. Thì cái bảng phân phối xác suất này thầy đã đề cập đến những cái ví dụ trước đây, đúng không? Và ta có xuất hiện tổng là 2 thì bằng 1 phần 36 đó các em. Là 3 là 2 phần 36, và nó đối xứng hai bên. Bên đây cũng 1 36, 1 36, 2 36, bên đây 2 36, 3 36, bên đây 3 36. Đối xứng lại. Và cuối cùng là cái xác suất là x bằng 7 là cao nhất các em ạ, tức là 6 phần 36. Thì cái này đó, ta có quyền lấy máy tính ra, ta bấm. Mà nhớ đừng có bấm là tần suất, mà phải nhớ là bấm tần số 2, 1, 2, chấm phẩy 1, 3, chấm phẩy 2, vân vân. Và các em bấm ra thì ta sẽ có được kỳ vọng và phương sai của trong máy nhé. Như là thí dụ đầu tiên thầy đã giải trong cái buổi hôm nay. Nhưng ở đây thầy muốn là sử dụng cái phần Excel để mấy em tìm cái này. Còn câu hai cái câu mà trò chơi đó thì có thể mấy em về nhà mấy em thử xem như thế nào. Bây giờ thầy sẽ dùng Excel nhé, Excel để thử nghiệm là ta được cái bảng như vậy, ta được cái bảng như vậy đấy. Excel thầy sẽ tìm ra được cái bảng như vậy,
Và như vậy là kỳ vọng của nó cũng bằng 7 này các em ạ. Kỳ vọng này, đây là tổng, đây là x, xy từ 2 cho đến 12. Pxy của nó là lấy cái này các em ạ. Với Excel thì ta phải dùng bằng bằng đúng công thức thôi, bằng tần suất thôi, không có dùng tần số ở đây. Ta dùng tần suất của nó là 1/36 chính là cái số 0.277 này nghe. 2/36 chính là số này. Vân vân cho đến số 12 thì ở đây mình có thể mình gài công thức được. Còn ở đây thì lấy giá trị nhân với xác suất. Giá trị tức là y nhân với xác suất để sang cột bên này và thì kéo xuống và lấy cái tổng của nó bằng 7 nha. 7 thì nó bằng cái gì đây? Đây nè, bằng ngay cái số 7 ở đây, tức là trung bình của nó đúng là bằng số 7 luôn. Mà trong trường hợp này trung bình bằng số 7, maximum của nó, mốt của nó cũng bằng số 7 đó. Kỳ vọng bằng số 7, mốt của nó cũng bằng số 7 đó. Và median của nó cũng bằng số 7. Ở đây thầy không, thầy không có nêu thành câu hỏi, nhưng mà mấy em sẽ thấy ở đây mốt của nó cũng là số 7 này, trung bình cũng bằng số 7 này, và median của nó bằng số 7. Mặc dù là rời rạc nhưng mà vì nó đối xứng cho nên là ba thứ nó đều trùng nhau tại cái điểm giữa. Median là điểm trung vị phải không các em? Chia tương đối hai diện tích đều nhau. Ở đây là hai bên xác suất bằng nhau, nó cộng hai bên ở số 7 đó thì nó bằng nhau. Và ta thấy là ba thứ nó cùng bằng nhau, median rồi mốt rồi trung bình bằng tại ngay điểm số 7. Và giờ muốn tìm phương sai thì mình dùng ngay đúng cái công thức này là các em. Cộng tất tần tật giá trị của nó. Đây thầy lại dùng cái định nghĩa. Đây thầy lại dùng cái định nghĩa. Đây thầy dùng cái định nghĩa đây. Tức là giá trị nhân với xác suất đây các em. Giá trị nhân xác suất, giá trị đây nhân xác suất, và cuối cùng thầy cộng lại, cuối cùng thầy cộng lại thì cái ba của nó tức là phương sai đó các em bằng 5.83333. Thì đây có thể dùng Excel thôi, mấy em dùng Excel mấy em tính toán bình thường. Thì hôm sau thầy sẽ thao tác cái này bằng Excel nhé, và sau đó thì thầy giải lại cái câu với cái trò chơi đó, với cái trò chơi như câu hỏi ở trên thì A là người thắng hay là người thua trong cái trò chơi này. Đó. Thì ở đây thầy cho đáp số trước nhá, để mấy em về nhà mấy em suy nghĩ như thế nào, tại vì ta cũng chuẩn bị hết giờ. Đây, nếu thầy gọi y là cái biến ngẫu nhiên, thì biến ngẫu nhiên mà thua 5 đồng đây nè, thua 5 đồng, thua 6 đồng, được 8 đồng thì cái xác suất tương ứng thua 5 đồng là 3 6/36, thua 6 đồng là 10/36 và được 8 đồng là 20/36. Thì giờ ta muốn tìm cái Nga nó có lợi hay không thì ta tìm kỳ vọng của y, đúng không? Kỳ vọng của y về lâu về dài, thua hay thắng. Nếu là số dương, kỳ vọng là số dương thì ta sẽ thắng, mà kỳ vọng là số âm thì ta sẽ thua. Về lâu về dài ta sẽ thua. Thì thầy sẽ hẹn các em ở bài sau. Bài sau thầy sẽ display lại cái thao tác bằng Excel cũng như là tại sao là A sẽ thắng trong trò chơi này. A sẽ thắng và thầy trưng ra một số các kết quả để các em thấy sơ sơ trước đi nhá. Rồi kỳ sau thầy sẽ bàn tiếp về vấn đề này, tức là A cuối cùng A thắng. Mỗi một kỳ chơi như vậy thì A trung bình là được 1 đồng 95. Đấy. Và đây là cái vậy trung bình nói chơi một ván thì A được là như vậy. Như vậy A luôn luôn có lợi trong trò chơi này. Và mấy em về mấy em suy nghĩ cái đề bài để mấy em tìm ra cái này. Hôm sau thầy sẽ nói lại chi tiết hơn, bấm máy chi tiết hơn để mấy em theo dõi kỹ hơn. Thân ái chào các em.